Bác đang bền luôn. Đây là cái nụ nó mới nở nha các bạn nha. Đấy, khi nó mới nở thì nó có một cái màu vàng như thế. Khi mới nở có màu vàng này. Đấy. Khi nó nở được khoảng một tuần rồi. Cánh đẹp không? Mọi người nhìn thấy cánh quá đẹp luôn nhé. Cánh tuyệt vời luôn. Mọi người xem nhìn này. Bông này thì lại hơn tuần nó bắt đầu nó trở về màu phấn này rồi. Màu phấn phấn phai phai. Màu kem, phấn kem, cánh rất là đẹp nhỉ. Sự là tuyệt vời luôn. Còn đây này. Wow. Ôi giời, đẹp quá luôn. Đấy. Còn cái bông này là chơi được mấy tuần rồi đấy. Này là hầu như là nó cánh ở trong nó đã nhụy, nó có đen, nó sắp thì hết chơi rồi. Còn đây con này là sắp hỏng, sắp hết chơi hết rồi đây, chắc nghỉ được khoảng nửa tuần nữa. Mình sẽ quay một cây khác hồng đổi màu này trong cùng người xem nụ của nó nhé. Đây cả nhà ơi, đây là một chậu hồng đổi màu đấy, một chậu tiếp theo của mình. Đây cái nụ của nó đây, trông nó mini thế này thôi, nụ nó mini thế này thôi, vài hôm nữa nó nở lại to quỳt luôn. Đó, nó
Đây, thấy chưa? Lúc nụ nó là màu vàng nhá. Đến sau nở nó cứ đổi màu liên tục như kia. Thỉnh thoảng mình chăm, thỉnh thoảng nó ra hoa thì có lần nó có mấy lượt hoa. Thế cho nên là vừa có nụ, vừa có mới nở, vừa có nở gần hết, gần tàn. Đó, thấy chưa? Đấy, đây là một cây nhá. Đây là một cây đổi màu của mình nhá. Đẹp mỹ mãn luôn. Giống này mình chưa trồng ra đất, mình mới để trong chậu. Tức là mình mới chơi cái này được 2 năm thì cũng không biết là trồng ra đất nó có tốt, nó khỏe hơn không. Những cái cây này nếu mà nó khỏe được, nó to như cái cây cổ Sapa kia thì mình thấy thật là hoa của nó tung trời này, nguyên sầu luôn. Nay mình sẽ tiến hành chiết nhé, chiết mấy cái cành nhỏ nhỏ lên xem là nó có để nhân giống xem có ok không. Mình thấy cây nó chất lượng quá các bạn. Quay luôn cái vườn hồng của mình này. Đấy, đây là giống hồng đỏ như lửa luôn, tố nữ, nhưng mà nó cũng là tên khác là lửa sa đéc. Đây là cổ Sapa này. Đấy, cổ Sapa cây to khủng luôn, cây đổi màu mà to như cổ Sapa này thì tuyệt vời rồi. Đấy, bên kia dưới hồng nhung rồi, hồng điều, đủ các loại luôn. Tây ta có cả. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người nếu không phiền thì bấm kênh, theo dõi kênh, đăng ký của mình để ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn nhiều. Chúc mọi người sức khỏe, mọi sự như ý nhé.